con người hoàn toàn có quyền tự hào khi nhìn lại những điều kỳ diệu mà khoa học và công nghệ đã mang tới cho đời sống hiện nay. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhìn lại và cùng nhau đặt câu hỏi, chúng ta có thật sự là những sinh vật của một nền văn minh tiên tiến hay chỉ là một loài kém cỏi trong một hành tinh non nớt? Vào năm 1963, nhà thiên văn học người Nga Nikolai S. Kardashev đã đưa ra một cách giả thuyết để trả lời cho những câu hỏi trên. Ông đã tạo ra một thước đo cho văn minh nhân loại, được biết đến với cái tên thang đo Kardashev. Đây là một phương pháp phân định độ tiên tiến của một nền văn minh dựa vào mức độ năng lượng mà hành tinh đó có thể khai thác. Trong một nghiên cứu mới nhất, được xuất bản trên cơ sở dữ liệu Akai, đã tìm hiểu về tiềm năng nhân loại có thể đạt đến thứ hạng cao nhất của nền văn minh loại 1. Một nền văn minh loại 1 là nền văn minh có khả năng khai thác toàn bộ năng lượng của hành tinh mẹ, tức là chính hành tinh quê hương. Điều này đồng nghĩa với khả năng sử dụng và điều khiển tất cả năng lượng có sẵn như năng lượng mặt trời và năng lượng sản xuất được như nhiệt, thủy điện, gió, vân vân. Đây chính là mức độ mà trái đất chúng ta đang cố gắng để đạt tới. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải khai thác được đầy đủ năng lượng của mặt trời. Thang đo Kardashev là một công cụ hữu hiệu để đo mức độ tiến bộ về công nghệ của một nền văn minh. Theo đó, có 3 bậc văn minh được đưa ra. Nền văn minh loại 1 có thể sử dụng được toàn bộ nguồn năng lượng trên hành tinh mẹ như đã đề cập. Nền văn minh loại 2 là có thể sử dụng toàn bộ năng lượng từ mặt trời của nó. Một khi sử dụng thành công những nguồn năng lượng và điều khiển hoàn toàn thiên nhiên trên hành tinh mẹ, thì năng lượng từ ngôi sao chủ hay những hành tinh lân cận sẽ là đích đến tiếp theo của một nền văn minh cấp độ 2. Và chứng nhận cấp độ 2 sẽ được trao khi hành tinh cấp độ 1 hút trọn năng lượng của một ngôi sao xấu số nào đó để nuôi thân. Cấu trúc Dyson Sphere chính là thứ vũ khí tối thượng để thu trọn năng lượng của một ngôi sao. Cấu trúc khổng lồ này được xây dựng trên một công nghệ siêu hiện đại, bao phủ một diện tích lớn hơn 600 triệu lần so với diện tích bề mặt trái đất. Nền văn minh loại 3 có thể sử dụng năng lượng trong một thiên hà. Nền văn minh này là một trật tự tiến hóa khác, thậm chí một nền văn minh loại 3 hoàn toàn có khả năng lấy năng lượng từ hố đen vũ trụ hoặc tự tạo ra cho mình những ngôi sao chỉ để khai thác năng lượng, đỡ phải mất công đi đánh chiếm. Khoảng cách từ cấp độ 2 đến cấp độ 3 có thể lên tới con số 100.000 năm hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Không dừng lại ở mức độ thứ 3, câu hỏi tiếp tục được thăng Kardashev đặt ra rằng tiếp theo sẽ là gì? Kardashev không đưa ra một giả thiết cụ thể về những nền văn minh tiến bộ hơn nữa, nhưng các nhà tiên đoán đã đề xuất rằng một nền văn minh loại 4 có thể khai thác năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Rồi một thế giới loại 5 có thể làm như vậy theo cấp số nhân, tức là khai thác năng lượng của nhiều vũ trụ. Một số nhà khoa học tin rằng nền văn minh loại 3 có thể đã xuất hiện. Ví dụ, một nhóm nhà nghiên cứu đến từ Đại học Leiden đang tìm kiếm tín hiệu hồng ngoại mà họ tin rằng có thể là tàn dư của một khối cầu Dyson, những cỗ máy khổng lồ dùng để khai thác sức mạnh của một ngôi sao. Khá thú vị là loài người chúng ta không thực sự đủ tiêu chí để được xếp vào nền văn minh loại 1, và trong bối cảnh chúng ta vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của bất kỳ chủng loài thông minh nào khác, những bậc văn minh nêu trên về cơ bản đều chỉ là lý thuyết. Trung bình có xấp xỉ 10 mũ 16 W năng lượng mặt trời chiếu xuống trái đất, và nhân loại hiện chỉ khai thác được khoảng 10 mũ 13 W mà thôi. Kasagan, một nhà khoa học nổi tiếng cho biết, thang Kardashev có thể được chuyển thành một giải phổ để phù hợp hơn với nền văn minh loài người. Theo ý tưởng của Sagan thì loài người hiện đứng ở mức 0,73 trên thang, có nghĩa là chúng ta không còn cách quá xa nền văn minh loại 1 nữa. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã đánh giá 3 nguồn năng lượng chính của nhân loại là nhiên liệu hóa thạch, hạt nhân và tái tạo. Họ ước tính mức tăng trưởng tiềm năng của từng nguồn năng lượng bằng cách phân tích những giới hạn về mặt vật lý của từng loại nguồn năng lượng đặt trong mối tương quan với yêu cầu phải hạn chế những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và những mối quan ngại môi trường khác như ô nhiễm chẳng hạn. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng kể cả khi tính đến những giới hạn thực tế thì loài người vẫn hoàn toàn có khả năng trở thành một nền văn minh loại 1. Tuy nhiên, theo ước tính, chúng ta sẽ chưa thể đạt được mục tiêu này cho đến ít nhất là năm 2371. Và để đạt đến nền văn minh cấp độ 2, theo dự đoán sẽ cần khoảng 1.000 đến 2.000 năm nữa. Đã có nhiều ví dụ trong lịch sử về bước tiến lớn của văn minh loài người, ví như cuộc cách mạng công nghiệp.
Một bước tiến của văn minh trên thang Kardashev sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến xã hội loài người, vì nó đòi hỏi phải vượt qua giới hạn của tài nguyên cũng như lãnh thổ mà văn minh sở hữu. Một suy luận đơn giản cho thấy, bước nhảy bọt từ loại 0 sang loại 1 có thể dẫn tới văn minh tự hủy. Trong số vài viễn cảnh đưa ra, có thể không còn chỗ cho văn minh phát triển trên chính hành tinh của mình. Ví như thảm họa Manchusian, một tình huống mà ở đó dân số của một vùng trở thành vấn đề tồn tại sống còn sau khi trải qua sự bùng nổ tăng trưởng dân số. Đó là bởi vì nguồn dự trữ lương thực và sản xuất nông nghiệp trở nên không còn khả năng đủ cung ứng cho dân số quá lớn, gây ra nạn đói nghèo, dẫn đến sự suy thoái ngày càng nghiêm trọng. Thảm họa này lần đầu tiên được mục sư Thomas Malthus phát hiện sau khi ông nhận thấy rằng sự tăng trưởng dân số là theo cấp số nhân, trong khi sự tăng trưởng của nguồn cung cấp lương thực lại theo cấp số cộng. Sử dụng năng lượng mà không để ý đến hiệu ứng nhiệt có thể dẫn đến hậu quả là môi trường của một nền văn minh tiếp cận loại 1 bị đứng trước nguy cơ sụp đổ. Lấy trái đất làm ví dụ, nếu nhiệt độ trung bình vượt quá 35 độ C, hầu hết các loài sinh vật biển sẽ chết đi. Nhiệt độ cao cũng khiến cho trao đổi chất ở sinh vật trở nên khó khăn đến ngừng hẳn. Tất nhiên, nếu có chuẩn bị về mặt kỹ thuật và công nghệ, các suy đoán lý thuyết trên có thể tránh khỏi. Ngoài ra, một nền văn minh tiếp cận loại 1 đã phát triển kỹ thuật vũ trụ có thể giảm áp lực cho hành tinh mẹ bằng cách thực dân ra không gian vũ trụ xung quanh, ví dụ như các hành tinh khác hay các trạm định cư O'Neill. Trạm định cư O'Neill là những siêu cấu trúc điều áp khổng lồ, xoay tròn để lấy gần đúng trọng lực trái đất bằng lực ly tâm. Với dân thuộc địa sống trên bề mặt bên trong của một hình cầu hoặc hình trụ, các cấu trúc này giống như những hành tinh từ trong ra ngoài. Nhìn chung, đây chỉ là một ước tính sơ sài, không nghĩ đến những cải tiến có thể xuất hiện trong vài thập kỷ sắp tới. Tuy nhiên, nó lại khiến chúng ta phải đặt câu hỏi liệu có nên mặc kệ khủng hoảng khí hậu và quyết tâm trở thành một nền văn minh loại 1 với khả năng khám phá vũ trụ và khai thác những nguồn năng lượng vô tận ngoài kia. Có lẽ cái giá mà loài người sẽ phải đánh đổi là không hề nhỏ.